kỳ tích của Eriksen và đội tuyển Đan Mạch. Đội tuyển Đan Mạch khởi đầu Euro 2020 với một sự đen đủi lớn khi ngay trong trận mở màn, cầu thủ xuất sắc nhất của họ, Christian Eriksen, bị ngưng tim và không thể thi đấu. Rất may sau đó, anh đã chiến thắng tử thần. Đan Mạch để thua cả hai trận đầu tiên và tưởng như không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng trong trận đấu cuối cùng, họ đã lọt qua khe cửa hẹp với chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Nga và giành ngôi nhì bảng B. Kỳ tích của Eriksen có lẽ đã tiếp thêm động lực cho Đan Mạch. Họ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro giành vé vào vòng knock-out sau khi để thua cả hai trận mở màn. Kỷ lục của Cristiano Ronaldo. Với 5 bàn thắng tại vòng bảng, Cristiano Ronaldo đã có 14 bàn tại các vòng chung kết Euro, phá sâu kỷ lục của huyền thoại Michel Platini về số bàn thắng tại các giải vô địch châu Âu. Anh cũng lập kỷ lục ghi 21 bàn tại các giải đấu lớn World Cup và Euro. Với cú đúp trong trận đấu gặp đội tuyển Pháp, Ronaldo cũng cân bằng kỷ lục ghi 109 bàn cho đội tuyển quốc gia của Ali Daei. Ở tuổi 36, Ronaldo không còn những pha đột phá đầy tốc độ, nhưng kinh nghiệm và bản năng săn bàn vẫn giúp anh duy trì phong độ. Kỷ lục 8 bàn phản lưới nhà. Vòng bảng Euro 2020 chứng kiến số bàn thắng phản lưới nhà lớn nhất trong lịch sử với 8 lần các cầu thủ đốt đền. Trong khi cả vòng chung kết Euro 2016 chỉ có 3 pha phản lưới nhà. Trong trận đấu giữa Ba Lan và Slovakia, thủ thành Szczęsny trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Euro phản lưới nhà. Riêng trận đấu giữa đội tuyển Đức đã có 2 cầu thủ Bồ Đào Nha đốt đền. Trận Tây Ban Nha gặp Slovakia cũng có 2 cầu thủ phản lưới nhà. Ấn tượng đội tuyển Ý. Trong các đội bóng tại Euro 2020, đến lúc này đội tuyển Ý là đội bóng chơi ấn tượng nhất khi họ toàn thắng cả 3 trận và lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng tại Euro. Huấn luyện viên Roberto Mancini và các cầu thủ áo thiên thanh đã mang đến một lối chơi tấn công ấn tượng và lúc này họ thực sự là một ứng cử viên lớn cho ngôi vô địch. Kỷ lục hỏng penalty của Tây Ban Nha. Việc Alvaro Morata đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Slovakia, đội tuyển Tây Ban Nha đã có 2 quả penalty không thành công tại Euro 2020. Tính trên mọi mặt trận, họ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử có 5 quả phạt đền liên tiếp không thành công. Tháng 11 năm 2020, Sergio Ramos đã hỏng cả 2 quả phạt 11m trong trận đấu ở UEFA Nations League gặp Thụy Sĩ. Sau đó, ở trận giao hữu trước Euro 2020 gặp Litva, đến lượt Abel Ruiz đã hỏng phạt đền. Với thêm 2 cú penalty hỏng ăn tại Euro 2020, đội tuyển Tây Ban Nha đã có 5 quả penalty hỏng liên tiếp. Trước đó, tại World Cup 2018, Tây Ban Nha cũng đã thua đội tuyển Nga tại vòng 1/8 sau những loạt đá luân lưu. Nhưng quả 11m thực sự là nỗi ám ảnh của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique.